nhóm phóng viên chúng tôi đến làng Mộc Thụy Lân thuộc thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ vào một ngày giáp Tết. Từ xa đã văng vẳng tiếng cưa xẻ bào đục, không khí lao động trong làng nhộn nhịp khẩn trương. Những đôi tay thoăn thoắt như đang chạy đua với thời gian. Được biết giáp Tết luôn là lúc làng nghề Mộc này tất bật nhất. Xe cộ, khách hàng từ khắp nơi đổ về, người đến đặt hàng, người đến lấy hàng. Theo chân bác trưởng thôn Nguyễn Đăng Gọn, chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất trà vi. Đây là xưởng sản xuất lớn nhất nhì trong thôn. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là ông chủ của cả cơ ngơi này mới ngoài 30 tuổi. Anh Nguyễn Văn Trường niềm nở ra tiếp đón chúng tôi với bộ quần áo đầy bụi gỗ. Căn phòng khách cũng bụi bặm không kém. Từ một người không biết chút gì về nghề mộc, đang cao nghiệp lính, anh Trường rời quân ngũ trở về quê hương mang theo ước vọng làm giàu. Giấu giếm bố mẹ, vay mượn tiền mua một chiếc máy cưa và khởi nghiệp. Sau gần 10 năm, hiện anh đã có trong tay mặt bằng nhà xưởng rộng trên 300m² với hàng loạt máy móc, vật tư hiện đại. Hiện xưởng sản xuất của anh tạo việc làm cho gần 20 công nhân và 7 hộ gia đình nhận sản xuất hàng riêng cho cơ sở của anh. Không thỏa mãn với những gì đã đạt được, anh Trường chia sẻ với chúng tôi những dự tính trong tương lai. Để phát triển sản xuất, mở rộng ra và thu hút thêm để được nhiều lao động thì việc đầu tiên là phải nhắc đến mặt bằng. Về cái mặt bằng thì phải coi là rộng hơn nữa. Còn về cái mô hình sản xuất thì phải, tôi rất muốn dành một thời gian để đi tham khảo, học hỏi anh em bạn bè ở các nơi mà mình đầu tư thêm công nghệ máy móc để làm sao cho nó có hiệu quả. Thứ nhất là để thu nhập của người thợ, người ta có cái mức công cao hơn. Đấy, và bản thân mình cũng phát triển được mạnh mẽ hơn và cạnh tranh được với thị trường. Nghề mộc ở thôn Thụy Lân đã tồn tại được mấy chục năm, nhưng được công nhận là làng nghề thì mới từ năm 2008. Tuy là một làng nghề trẻ, nhưng Thụy Lân đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường và khẳng định thương hiệu của mình bằng cách một mặt đa dạng hóa mẫu mã, chủng loại. Ngoài sản phẩm truyền thống là giường tủ thì đồ trang trí, thờ tự, đồ mỹ nghệ, vân vân cũng được sản xuất với số lượng lớn. Thưa quý vị và các bạn, đây là một khúc gỗ rất là mộc mạc và thô sơ, nhưng mà sau khi trải qua bàn tay tinh hoa của những người thợ ở làng Thụy Lân thì nó đã trở thành những tác phẩm như thế này. Toàn thôn Thụy Lân hiện có đến gần 200 hộ làm nghề, trong đó có khoảng 50 cơ sở sản xuất lớn. Làng nghề đã tạo công ăn việc làm cho 500 lao động trong và ngoài làng, với thu nhập trung bình từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng một người trên tháng. Những lao động có tay nghề, lương tháng và tiền thưởng có thể lên đến 6 triệu đồng một tháng. Hôm nay em làm được bao nhiêu năm? Em làm được khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm rồi ạ. Thu nhập bình quân hàng tháng của em là bao nhiêu? Cả tiền thưởng với cả tiền làm của em rơi vào khoảng 5-6 triệu ạ. Vậy là năm nay cả một năm rồi đến cuối năm rồi thì tổng cộng cả năm nay em tính từ đầu năm đến bây giờ em thu nhập được khoảng gần 100 triệu ạ. Làng Mộc Thụy Lân đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc sản xuất và chế biến gỗ như cưa máy, tiện máy. Những dụng cụ làm việc hiện đại này đã giúp người lao động làm việc nhanh hơn, năng suất hơn, giá thành sản phẩm rẻ hơn. Mặc dù vậy, không ít hộ gia đình trong làng vẫn kiên trì làm nghề theo phương thức thủ công, nhất là đối với những sản phẩm trang trí và thờ tự. Cũng theo lời giới thiệu của bác trưởng thôn, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Đăng Hối,
một cơ sở sản xuất vẫn giữ cách làm truyền thống bằng tay. Hiện ông Hối đã 75 tuổi và theo nghề mộc được gần 60 năm. Mặc dù gia đình có đầy đủ điều kiện để mua những máy móc đắt tiền, song ông vẫn giữ cho mình cách làm truyền thống với các hoa văn họa tiết hoàn toàn được đục đẽo, chạm trổ bằng tay. Không những vậy, ba người con trai cũng nối nghiệp của cha. Hiện gia đình ông có đến 3 cơ sở sản xuất. Ông ơi, ông làm nghề được bao nhiêu lâu rồi? Tôi làm bắt đầu từ năm 83 cô ạ. 83 thì thời bây giờ là chuyên môn là đi làm nhà này, mới đóng cánh cửa này, mới thời bây giờ là đóng trường, đóng tíu. Thế thì mấy năm nay thì nói chung là chuyển được làng nghề thì bắt đầu vào cái hàng cao cấp. Nói chung là làm các cái cây cảnh này, thế rồi các cái gốc cây văng. Nói chung là cái này thì bản chất gỗ nó bằng khơ mu. Thế làm thì thường làm như này và khoảng 4 công thợ thì là xong một cái. 4 ngày hay là 4 buổi? 4 buổi đấy. Vâng. 4 buổi là mình coi như là mình hoàn thiện như thế này. Một bước như thế này. Vâng, vâng. Một điều dễ dàng nhận thấy khi đến làng Mộc Thụy Lân là sản phẩm đồ gỗ của làng sản xuất đến đâu đều được tiêu thụ ngay đến đó. Có điều này là do các sản phẩm không chỉ bền chắc, giá cả phải chăng mà ngày càng đẹp và tinh xảo hơn. Thêm vào đó, sự phát triển dần dần theo hướng chuyên môn hóa, thiết lập được các nhóm hộ sản xuất như hộ chuyên sản xuất bàn ghế, hộ chuyên sản xuất giường tủ, các hộ lại chuyên chạm trổ gia công đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng, giảm giá thành. Thưa quý vị và các bạn, làng Mộc Thụy Lân đang đi theo hướng ngày càng đa dạng hóa các mặt hàng sản phẩm. Song sản phẩm gây được tiếng vang nhất vẫn là giường. Giường của làng Mộc Thụy Lân có mẫu mã đẹp, đa dạng, đặc biệt là giá thành vô cùng hợp lý. Anh có thể cho em biết rằng là cái giường này được sản xuất bằng chất liệu gì không? Sản phẩm đây là bằng gỗ nghiến. Một cái sản phẩm giường này bây giờ bán ra thị trường với giá bao nhiêu? Nếu bán ra thị trường, nếu mà theo cả thang giác thì theo nhu cầu của khách. Nếu mà tất chất lượng sản phẩm mà tất cả đều bằng nghiến, cả thang giác bằng nghiến để cho nó bền tốt thì coi là vào 5 triệu sản phẩm. Cũng là sản phẩm giường bằng nghiến nhưng mà ở các nơi khác sản xuất thì trên thị trường bây giờ có giá cả là bao nhiêu? Nó rơi vào khoảng 7 triệu, 7 triệu rưỡi. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu của các hộ gia đình làm mộc là rất lớn, ông Nguyễn Công Khanh đã chuyển hướng từ sản xuất mộc sang mở doanh nghiệp tư nhân, chuyên kinh doanh và chế biến gỗ nhập khẩu. Doanh nghiệp thường xuyên có từ 300 đến 500 mét khối gỗ, đa dạng về chủng loại, đặc biệt là những loại gỗ mà thợ trong làng ưa sử dụng để chế tác đồ nội thất như gụ, nghiến, lim, rổi với giá cả hợp lý. Các hộ làm nghề tin tưởng coi nơi đây là kho nguyên liệu của làng, việc sản xuất của làng nhờ vậy cũng thuận lợi hơn, phát triển hơn. Rời làng nghề Thụy Lân, những người làm chương trình chúng tôi thực sự vui mừng vì những phát triển đổi thay không ngừng của làng nghề. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đặt ra một câu hỏi, tại sao không thua kém về chất lượng và hình thức? Hơn thế nữa, giá thành luôn rẻ hơn so với những sản phẩm cùng chủng loại của các làng mộc lân cận như Đồng Kỵ, Vạn Điểm, nhưng đồ gỗ Thụy Lân vẫn chưa được rộng rãi người tiêu dùng biết đến. Có lẽ đây cũng chính là một bài toán, một thách thức lớn mà những người làm mộc của làng cũng đang tìm lời giải để khẳng định thương hiệu mộc Thụy Lân và đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng.